Siêu thị máy tính An Khang xin chào. Ngày hôm nay trong clip này thì An Khang sẽ giới thiệu đến tất cả các bạn một sản phẩm của ASUS, đó là ASUS A556WA phiên bản Skylake và Kabylake Full HD. Lần này chiếc laptop A556WA vừa được hãng ASUS nâng cấp lên phiên bản cấu hình Kabylake thay cho dòng chip Skylake hồi đầu năm 2017. Máy còn được trang bị một màn hình lớn, đẹp Full HD cộng thêm bộ vi xử lý CPU vô cùng mạnh mẽ Core i5 nhưng giá thành chỉ hơn 11 triệu đồng tại An Khang. Sản phẩm có một vẻ đẹp thanh thoát với lớp vỏ nhựa bền, mịn màng, tạo cảm giác rất là thoải mái khi cầm trên tay. Tuy nhiên do khối lượng khoảng 2,3 kg nên thường thích hợp với những bạn nam hoặc những bạn nữ ít phải di chuyển. Màn hình chống lóa của A556WA có chế độ bảo vệ mắt Eye Care, giúp làm giảm thiểu ánh sáng xanh từ màn hình LED lên tới 30%. Một bàn phím checklist với các phím bấm vuông vức, kích thước lớn tạo lên bố cục rõ ràng, giúp bạn dễ dàng thao tác hơn. Các phím bấm rất là êm tay và có độ phản hồi tốt, đảm bảo độ chính xác cao khi đánh máy. Trong khi đó thì bàn di chuột của máy cũng được thiết kế rộng rãi, trang bị công nghệ nhận diện cử chỉ ngón tay Smart Retro, mang đến cảm giác tự nhiên khi lướt chạm. ASUS A556WA còn được trang bị đầy đủ các cổng kết nối như cổng mạng LAN, bộ đôi VGA HDMI để xuất hình ảnh ra máy chiếu hoặc TV. Sau cùng là cổng USB 3.0 và USB 3.1 cho tốc độ vượt trội. Bên cạnh phải thì sẽ có một ổ đĩa quang với một jack tai nghe 3.5mm, đầu đọc thẻ SD và chỉ có thêm một cổng USB 2.0 nữa mà thôi. Sản phẩm của chúng ta được trang bị một viên pin 2 sao sau thời gian sử dụng khoảng 3 giờ khi mới mua về. Các bạn có thể quan sát thấy bên cạnh khe thoát gió là nơi mà bạn có thể dễ dàng tháo ốc vít ra để nâng cấp thêm ổ SSD. Khe tản nhiệt của máy thì vẫn được giấu khéo ở khớp nối, khiến tổng thể cho chiếc máy của chúng ta trông hài hòa hơn. ASUS A556WA xử lý trơn tru lượng công việc học tập mà bạn đang có nhờ một bộ vi xử lý Core i5 thế hệ Kabylake mới nhất của Intel 2017. Là dòng chip U tiết kiệm điện năng đáng kể và cũng khiến máy của bạn hoạt động mát hơn khi sử dụng. Bộ nhớ RAM 4GB DDR4 có băng thông cao và một ổ cứng 500GB vừa đủ để sử dụng trong nhiều năm liền. Hơn nữa, vi xử lý đồ họa tích hợp Intel HD Graphics 720 đã được cải tiến cho khả năng chạy mượt mà các chương trình vẽ 3D. Bên cạnh đó, người dùng có thể đắm chìm trong thế giới sắc màu âm thanh sống động với công nghệ ASUS Splendid cùng một màn hình hiển thị Full HD, màu sắc sâu và đậm hơn giúp bạn có thể nhìn rõ ràng đến từng chi tiết. Hiện phiên bản mà các bạn đang quan sát trên màn hình có tên đầy đủ là ASUS A556WA DM781D. Ngoài ra, bạn còn có thể lựa chọn phiên bản sử dụng Skylake cũ hơn với một giá tiết kiệm hơn khoảng 600.000 đồng. Như vậy, với một chế độ bảo hành toàn cầu 2 năm cộng thêm một cấu hình cao, màn hình đẹp thì ASUS A556WA hứa hẹn sẽ mang đến một làn gió mới cho những người dùng là sinh viên ngành kinh tế để học tập, xem phim, giải trí hoặc là giới công sở hành chính dùng để làm việc. Siêu thị máy tính An Khang cảm ơn bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!